Xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì mình sẽ làm món tôm sốt bơ tỏi. Thì để làm món tôm sốt bơ tỏi, trước hết ở đây mình sử dụng 1 ký tôm. Tôm này thì các anh chị mình có thể mình sử dụng tôm càng hoặc tôm thẻ, tôm sú gì cũng được hết luôn ha. Ngoài tôm ra thì ở đây mình sử dụng tỏi. Tỏi này mình đã băm sẵn rồi. Các bạn các anh chị thích tỏi nhiều thì mình băm 2 củ, còn nếu không thích thì tỏi nhiều quá vừa vừa thì mình băm 1 củ thôi nha. Mình sử dụng bơ này bơ thực vật, các bạn có thể mình sử dụng nhiều loại bơ hãng khác nhau nha. Và cái đặc biệt là cái phần sốt nước mắm. Sốt nước mắm này thì những video trước mình có chia sẻ với các bạn các anh chị là cách làm mà sốt nước mắm đa năng để mình chiên tất cả các loại thịt á, mình sốt á. Thì hôm nay mình sẽ để trong tủ lạnh rồi nè các anh chị. Lúc trước mình làm mình hơi loãng, bây giờ nó hơi đặc lại nè. Mình làm mình để trong tủ lạnh, mình dùng rất là nhiều nha. Khi nào mình muốn ăn á thì mình lấy cái phần sốt nước mắm này là ra mình sốt ra mình chiên gà, chiên cá, chiên vịt, chiên tép, chiên tỏi gì, cua gì cũng được hết. Mình sử dụng cái nước sốt này rất là vừa ăn nha các bạn các anh chị. Còn bây giờ á thì mình sẽ để những nguyên liệu này qua một bên và mình làm cái phần tôm nha. Tôm này khi mình mua về á các bạn các anh chị á, mình rửa cho sạch, sau đó thì mình lấy cái phần chỉ tôm ra nha. Cái phần chỉ tôm này thì các bạn các anh chị á, mình có thể mình lấy ra để cho nó đựng tanh nhé các anh chị. Cái tiếp thì các bạn các anh chị, tôm ở đây mình có thể là mình cắt cái phần rau á, cái phần rau nó bớt ha. Mình muốn để thì mình để cũng được, tuy nhiên thì ở đây thì mình sẽ cắt cái phần rau bớt. Và nếu các bạn các anh chị muốn để tôm nó thấm thì mình sẽ chẻ cái phần tôm này ra một ít nha. Mình chẻ như thế này là các anh chị. Thì mình chẻ như thế này thì con tôm hồi nó thấm bên trong. Ở đây mình rửa sạch rồi, mình để cho cái phần tôm này nó ráo nước nha. Mình để trong cái gỗ đằng hồi mình đem đi chiên lên á. Thì nếu mà các anh chị nào mà chúng ta không để ráo nước hồi mình chiên lên, cái dầu nó bắn lên nó văng là mình phỏng á. Cho nên mình sẽ để mà cái rổ nó ráo nước khoảng nè, cho nó ráo nước khoảng 5 phút nha các bạn. 3 đến 5 phút cho cái phần tôm này ráo nước rồi mình đem đi làm công đoạn kế tiếp nha. Ở đây mình để cái phần tôm này nó ráo nước rồi nè các chị. Thì bây giờ mình để muốn để cái phần vỏ tôm này nó được giòn và nó ngon thì các bạn các anh chị mình có thể là mình sử dụng cái bột chiên giòn nè, rồi mình sử dụng bột bắp với bột năng gì cũng được, mình sử dụng một trong ba loại bột cũng được nha các anh chị. Trường hợp mà không có bột chiên giòn thì mình có thể là mình sử dụng bột bắp. Mình rưới cái phần này nè, mình rưới nó hơi một lớp áo thôi các anh chị. Đó, mình rưới nó hơi vậy như thế này. Mình sau đó thì mình sẽ sóc đều lên. Thì nếu các anh chị mình có một trong ba loại bột thì mình nên sử dụng, còn nếu không có thì thôi mình đem đi mình chiên giòn cũng được luôn nha. Sau đó mình sóc đều lên luôn nha. Thì mình lấy cái thao hay cái rổ nào cho nó ở đây cho nó rộng rộng á, mình sóc lên cho nó dễ. Trường hợp mình là chưa đều thì mình có thể là mình rưới thêm, rưới ít thôi, không cần nhiều đâu các anh chị. Mình rưới ít để cho cái lớp bột áo thôi như thế này nè. Rồi mình sắp đều lên thì nó đã đều rồi. Để tạo cho nó có cái độ giòn thêm á, như thế này. Đó, sau khi mình sắp đều nè, nó có một lớp bột nè các anh chị ha. Chị thấy là một mỏng thôi, nó không có dính nhiều đâu, mỏng ơi là mỏng luôn á. Đây thì các bạn các anh chị bắt lên cho một cái mình nồi một chảo dầu nha, cho nó sôi thì sôi sôi nha. Mình bỏ vào tôm mình chiên. Tôm này mình để tôm này mình để cho nó ráo ha. Nãy mình để có mấy con mà mình chưa ráo nước đó, bỏ vô nó bị văng á các anh chị, nổ á, nổ trồng biết luôn á. Rồi mình chiên với cái lửa lớn luôn nha các anh chị, mình đừng chiên lửa nhỏ, lửa lớn luôn. Mình chiên cho cái đến khi cái phần tôm này nó được chín và nó giòn luôn á các anh chị, nó chín luôn ha, nó giòn. Tôm này mình chiên nhanh lắm các anh chị, mình chiên tầm khoảng là 3 phút, 4 phút rồi cái phần tôm này nó đã chín rồi. Như con tôm này mình bỏ vào trước nha, khoảng 3 phút đó. 20 phút rồi cái phần tôm này chín, mình bớt ra mình để cho nó ráo dầu nha. Khi tôm này nó được chín nó vàng rồi nè, nó là cái vậy mình bớt ra nha. Mình để đừng có để nó chín quá rồi mình nó khô con tôm á, nó không có ngon. Cho nên mình sẽ bớt ra. Wow.
Lấy cái chảo này á, mình cho dầu vào nha, chống ít dầu vô để mình cháy cái phần tỏi á. Cái chảo này các anh chị mình nên sử dụng cái những cái nguyên liệu bằng cây nè, như giá, như cái sạn đồ mình sử dụng bằng cây á, thì mình làm cái chảo này không bị trầy. Lúc trước mình không biết á, mình sử dụng bằng cái chảo bằng tè bằng inox á, mình làm cái phần chảo này nè nó trầy hết trơn, trầy cái chảo. Giờ dầu đã sôi rồi, mình sẽ cho cái phần tỏi này vào nha các anh chị. Cháy với cái lửa tỏi này với cái lửa vừa thôi, mình cháy cho tỏi này nó vàng nó thơm lên là được rồi ha. Cái phần tôm cháy tỏi này thì mình có phần tép mỡ á, mình thắng lên này, lấy cái phần tép mỡ đó mình cho vào trong cái phần tôm này rất là ngon. Tuy nhiên tép mỡ thì mình thắng hết, thắng rồi mình vừa sử dụng hết luôn rồi, nên hôm nay không cho vào. Các anh chị có cái tép mỡ thì mình cho vào nó béo nó ngon hơn, mình ăn tép mỡ nó giòn giòn nó ngon lắm các anh chị. Khi mình làm tép mỡ, cái phần tép mỡ đó là của mình là đắt nhất á. Trong ngày mình làm là trong vòng khoảng 1 tiếng 2 tiếng là hết liền. Tép mỡ ở cái phần tỏi này mình thắng vàng rồi, bây giờ thì mình sẽ cho cái phần bơ này vào nha các anh chị. Bơ thì các anh chị mình thích thì mình cho nhiều, còn thích không thích thì mình cho nó có cái mùi vị thôi. Đây mình sẽ cho 2 muỗng cà phê á, 2 muỗng cà phê bơ. Tiếp theo đó thì mình sẽ cho cơm này vào. Cho cơm vào mình bắt cái lửa nhỏ thôi để coi cái phần tỏi nó bị cháy á. Bây giờ nếu các bạn các chị này mình muốn ăn cơm thì mình làm mặn chút xíu, còn nếu mà mình muốn ăn chơi á, ăn để cho vui á, có khách đến ha, cho vui thì mình sử dụng khoảng là 3 giá, 2 giá rưỡi đến 3 giá. Còn nếu mà ăn cơm thì mình sử dụng 4 giá nha. Ở đây cái phần sốt này sau khi mình làm thì mình sẽ khuấy lên cho nó đều nha các anh chị, tại vì nó nóng nó còn sướng á. Bây giờ thì mình sẽ cho giá này, giá ăn lẩu nha. Mình cho mình ăn để nhâm nhi, có bạn cùng bạn bè thì mình sẽ cho 3 giá lưng thôi nha. 3 giá đài, tại cái sốt nước mắm này nó hơi có vị mặn á, cho nên mình sử dụng 3 giá thôi. Còn ăn cơm thì nó mặn hơn thì mình sử dụng 4 giá. Sau đó thì mình bắt cái lửa vừa lên nha các anh chị, mình sốt 3 giá lưng nha. Nếu mà 3 giá đầy nó hơi mặn đó các anh chị, đó mình sốt cái phần tôm này, mình sốt chừng khoảng là tầm 2-3 phút là cái phần sốt này nó sọt nó ít lắm. Sốt cho đều cho nó dính luôn cái phần tôm ha. Mình đang sử dụng là mình sử dụng một ký tôm nha. Lúc đầu mình giới thiệu là mình sử dụng một ký tôm á các anh chị. Các anh chị thấy à, đây là mình bắt cái lửa vừa rồi đó. Khi mà mình cho sốt vào thì mình bắt lại cái lửa vừa và lớn đi, để cho cái phần sốt này á nó thấm vào con tôm. Và thứ hai nữa, tôm nó được giòn. Nếu mình bắt lửa nhỏ nhỏ thôi riu riu thì có phần tôm này nó bị nó không, cái vỏ nó hết giòn rồi. Cho nên bắt lại lửa lớn đi, đặng cho mình cái sốt này cho nó sệt lại nha các anh chị. Đó, sau khi mình là đây khoảng được 2 phút đó là thì mình sẽ bắt tắt bếp nha. Tại nước sốt này nó đặt sệt lại cho nè. Và đây nè các bạn các chị, sau khi mà mình đã sốt cái phần nước mắm xong nè, như thế là mình đã làm xong món cơm sốt tỏi ngày hôm nay rồi các bạn các chị. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.